Thưa quý vị và các bạn, biệt đội giá đường xã Định Thành, huyện Thoại Sơn được thành lập hơn 4 năm qua với 20 thành viên thuộc nhiều thành phần tuổi tác khác nhau, nhưng cùng có điểm chung là thích giảm giá đường giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Tập hợp những lão nông U60, U70 và những thanh niên trai trẻ không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, miễn là có tinh thần trách nhiệm và nhiệt quyết thành lập biệt đội giá đường. Đó là những việc làm cao đẹp của các tình nguyện viên đội dặm giá đường thiện nguyện xã Định Thành, huyện Thoại Sơn. Không ngại nắng mưa hay khó khăn vất vả, các thành viên thường xuyên đi kiểm tra những đoạn đường liên xã bị bong tróc, hư hỏng, xuất hiện những chỗ sụp, bể, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Sau đó, đội bàn bạc tiến hành vận động kinh phí và bắt tay vào dặm giá. Xuất thân từ những nông dân chân lắm tay bùn, nên các chú, các bác, các anh thấu hiểu việc khó khăn đi lại khi đường giao thông không thông suốt. Nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra rất cao khi các xe phải tránh nhau và gặp thời tiết mưa bão. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng ông Lê Hữu Tư, ấp Quả Thới, xã Định Thành, không lần nào tổ chức dặm giá đường mà thiếu ông. Tôi từ hồi năm mấy tuổi, 60 tuổi tới giờ là coi như không có năm nào mà không đi làm xã hội chứ. Đi làm hoài vậy đó. Nhờ là xã hội nó khỏe khoắn, nó mừng ăn khỏe chút vậy thôi. Rồi là một tháng mừng được 7 ngày xã hội đi đổ cột không á. Thì thấy coi như mừng việc này với việc nhà thì mừng việc này mình thấy thoải mái hơn ở việc nhà. Có thể nói những việc làm của biệt đội giá đường xã Định Thành tuy đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Tham gia giá đường còn có những thanh niên trẻ phụ trách các công việc nặng như trộn hồ, vác xi măng, vác đá. Gần đây nhất với số tiền từ mạnh thường quân, đội dặm giá đường đã tiến hành giá ổ gà điểm bong tróc ở tuyến đông kênh H, ấp Quả Thới, xã Định Thành, giáp ranh xã Thành An, thành phố Cần Thơ với chiều dài 2,5 km. Với góc độ là chính quyền địa phương thì chúng tôi nhận thấy thì cái đội thiện nguyện dặm giá đường của xã Định Thành thì mấy chú làm rất là tích cực và hiệu quả. Thì qua đó địa phương cũng vận động xi măng rồi cát đá để mà thực hiện cái việc giảm giá này. Thì vừa qua thì chúng tôi vận động cũng làm được là hai tuyến thì và tiếp tục thực hiện hai tuyến nữa. Thì qua đó thì bà con rất là đồng tình ủng hộ cao. Xuất phát từ cái ở địa phương mình là chính. Bị vấn đề giao thông đó, nó đi tới đi lui rất là khó khăn. Bàn với ban xã Định Thành, thôi giờ mình cố thằng này đứng ra tổ chức đội dặm giá đường. Nhờ coi ủy ban coi có chấp thuận cho mình tổ chức cái đội không. Thì mấy chú đưa ý kiến lên thì ủy ban rất là đồng tình ủng hộ. Thì cũng nhờ bà con ở địa phương đó, đi tới đi lui rồi bà con ta biết mình có cái đội dặm giá đường, người ta sẽ liên hệ với mình. Rồi mình xuống khảo sát cái tuyến đường đó rồi như thế nào và cái vật tư nó nhiều ít như thế nào thì mình mới có cái nguồn nặng, mình mới vận động kêu gọi bà con ta đóng góp rồi mình mới làm cái giảm giá cái tuyến đường. Không thù lao, chẳng cần báo đáp, họ vẫn ngày ngày làm công việc thiện nguyện để mang lại sự bình yên trên những cung đường. Cảm phục việc làm và tấm lòng của họ, chính quyền xã Định Thành và người dân đã vận động kinh phí, hỗ trợ phương tiện và vật liệu để đội tiếp tục công việc thiện nguyện, mang những điều tốt đẹp lan tỏa trong cộng đồng.